trong đời đã hết rồi mà khắp chúng sanh nơi trong thế giới nhận thấy trong cái buổi hạ huân này còn say mê vật nghiệp quá nhiều, chìm đắm trong biển lợi danh mà gây nên nghiệp quả không? Ngày giờ này thời cơ đã đến, ý trời đã định, cuộc nguy cơ thảm họa khắp tràn ra. Chúng sanh không có tùng theo câu kinh của giáo chủ thì không có thoát được cái cảnh bước đường đi tới luôn, không khi nào dừng lại. Tại chưa thấy nói thời không tin, tới tìm thấy rồi đó, mong nhân đệ tử ăn năn cạn kiệt đó nha. Nói cho nên thật. Năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, mà năm mẹo tháng hợi mới lĩ tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn mới ê hề thay thôi. Cũng ngay trăng cái năm rồng, Đinh Tị sấm nổ thình lình, nhân dân sao xuyến mà nước mình có vua. Bây giờ mà không lo rồi đó, để tới chừng sấm nổ rồi đó, ăn năn cặn kiệt mà khó bề tính to. Ngày nay đã biết nghe kinh rồi, phải hảo biết trong câu kinh, phải quay đầu hướng thiệt, tu kiếp kiếp là kịp hết. Bởi vì ổng có câu nói, bây giờ mình nhìn ngó thấy cái đời mình đã biết rồi, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, chừng quay đầu trở lại là không đã muộn rồi. Bởi bây giờ nói không tin, tới chừng lâm nạn rồi, tới chừng đau lâm nạn rồi, niệm Phật lăng xăng, ổng cũng cho biết trước, Phật nào cứu kịp lòng người ác kia. Cái chuyện gì cũng vậy, chứ mình để ngó thấy rồi mình mới tưởng tới ổng, làm sao ổng cứu mình được, làm sao kịp. Bởi vì chuyện gì cũng vậy, ổng nói đã có ngàn hết rồi, cuộc đời còn chẳng có bao lâu, phải lo quay đầu trở lại mới được. Trong một nước dân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Bởi vì lời của Phật khai kinh ra, câu nói nào cũng là thủy, thật thà chân chất. Mà bây giờ cảnh khó của người hiền quá, ổng nói muốn làm người tai gác mặt liệt mà còn cầu cho được an khương bốn biển, đó là tâm của Phật luôn. Mình liệt ai nói này nói nọ thì kệ vậy ta, đặng mình phải có chỗ chịu đựng. Lời Phật nói lửa đồng mà đút lấy chuông mình, lựa người biết chuyện đặng thương lâu dài, không cự không cọ, ai đã nói gì đó tao nói, muốn làm người tai gác mặt lên. Bổn phận mình biết con đường đi phải cho ngay thẳng thì sao. Chứ cái tâm bây giờ, cái tâm của con người và cái tâm của chúng sanh nó tràn ngập ở trên mặt đất, ổng cũng cho biết mà, mười phần hết bảy còn ba, mà hết hai còn một mới ra thấy bịch. Như vậy đó thì người nó có bao nhiêu đó mà để hơn thua cao thấp. Có người mà biết chuyện rồi đó, gặp người ta hung dữ với mình đó, giờ người ta rồi mím miệng cười đi thôi, chứ chư thánh chư thần đã theo cái người đó, người ta đã ghi hết rồi. Có người biết chuyện rồi để cho kẻ vô hình mà để trừng trị trong cái chỗ ấy. Chứ mình biết chuyện rồi mình không có gây, gây không có được. Nếu mình gây được quá hoài, cái cỡ nào cũng gì hết. Bởi vì gán bền lập, phải tay gác mặt liền, cầu cho được an khương bốn biển. Chờ từ đây sắp đến, coi như tất cả chúng sanh và môn nhân đệ tử của nhà Phật, từ đây sắp tới không khi nào yên được. Chỉ có người biết chuyện, cái chuyện gì cũng bỏ qua hết, làm phải có yên được thôi. Bởi vì cuộc đời nó gần hết rồi, cuộc biến chuyển nó dữ dằn lắm, chứ đâu phải nói chuyện. Cái đó là cái chuyện nhìn thấy ngày hôm nay, để cho môn nhân đệ tử của cái tâm Phật mà nhìn thấy đó mà quay đầu trở lại còn kịp đó nghe. Đó là để cho môn nhân đệ tử mà thức tỉnh, phải nhanh nhẹn, nhìn thấy đó là biết rồi. Bởi nó đố ai biết đặng ngày mai, bữa nay yên tĩnh mà ngày mai thầm sạch thảm sập. Cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, mong chúng sanh hãy gắng tu hành
cầu linh hồn cho được giảng sanh đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng nhớ thật, đừng làm bạo ngược ta phần hồn dạo khắp thế gian. Bây giờ nó còn đỡ gì lắm, nó tới rồi còn khó, còn dữ dằn luôn. Con người của mình lang thang lứ thứ, đi không nhà không cửa không, lang thang lứ thứ. Chừng lao sao bể bắc non tầng, thì Nam Quốc lương dân mới biết. Ngày hôm nay vì lòng từ ái Chúa Cha nhận thấy cái họa đã đến, nên ta mới mượn cây ngòi viết, với sát cần du thiết ách ít hàng. Ai nói chi ta cũng chẳng mạng, sao mới biết ai phàm ai thánh. Bởi vì trong cái chuyện này đó, nó rất khó cho chúng sanh. Thấy vậy đó mà đố ai biết được cái chỗ của mình, bữa nay vậy ngày mai khác, chứ nó không có yên được đâu mà mộng. Bây giờ cái điềm trời đây đó nghe, cũng còn để cho chúng sanh môn nhân đệ tử của Phật biết, mà quay đầu trở lại cái điềm trời coi như ứng hiện ra điều cho môn nhân đệ tử đều ngó thấy. Đó là bực bề trên đã, cái ý bực bề trên cũng thương xót chúng sanh và môn nhân đệ tử nhìn ngó thấy đó, mà đặng mà quay đầu trở lại lo tu hiền, lo niệm thật. Lời Phật nói niệm chữ Di Đà tan đi nghiệp giúp, hết phần thiền từ Phật rước lại Tây Thiên. Ngày sau khi này môn nhân đệ tử cũng của nhà Phật có phần hãnh diện thai hồn đổi xác, nhờ ơn cụ thuật, chứ không phải nói chuyện mà mình tính tán theo cái tâm phàm của mình không có được. Bởi vì cái cuộc bởi vì cái hoa linh của nhiệm phàm màu của Đức Phật thiên biến dạng quá. Bởi ngày sau khi niệm người còn đó không có còn là người thân ruột thịt gì hết, bởi vì cái tâm tánh ruột thịt với cái tâm tánh nó khác. Bởi có câu nói cha mẹ sanh con chứ không ai nỡ sanh lập. Ngày giờ này ở trong hoàng thân của mình đó, chi nhân chi diện chứ không ai chi tâm được, tâm tánh đều thay đổi hết, nó không có giống ai với ai hết. Bởi chỗ còn ngày sau khi này còn có ngược chứ không phải, mà nó còn trong một chỗ nó làng can được, để duy gán mà lo bắt đầu tới luôn chứ không có thiết. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng sớm làng thưa thớt quạnh hiu. Vì chứ chưa tới đâu, 18 nước mà nếu nhồi vô nó chơi đền đài mà nó lộ được, nó mới có cái chỗ cái trận cuối cùng. Bởi vì cái kho báu nó đã lộ ra rồi. Khắp thế bây giờ cho biết vậy thôi, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng sớm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến duy thương hại, dùng phép màu lập lợi thượng quân. Cái chuyện thiên cơ khùng đã tỏ hết trơn rồi. Mà cái thời này là cái thời cuối cùng trong cái câu kinh của Phật, để cho môn nhân đệ tử để biết là coi như không còn gì nữa đó. Bởi câu kinh ngày hôm nay môn nhân đệ tử dễ thấu dễ hiểu, dạy trần thế lấy câu trung đặc, chẳng nói cao gì sắp rút đời. Đời không còn. Cái đoạn đường khai sinh ngày hôm nay là đoạn đường là cuối cùng của Đức Phật, mà cuộc đời nó đã hết. Ông nói rút rút hết các lực các kinh, là cái lực là ý nghĩa trong câu kinh ngày trước đó, câu kinh xưa đó. Rút hết các lực các kinh, nói cho rõ rệt dân tinh không lạc. Nói ra bây giờ nói ra mình dễ biết dễ hiểu, bởi vì mình không tu là bởi vì mình không có ưa. Ngày sau khi này than thở trách phiền ai được. Nói cho rõ rệt dân tinh không lạc, ông lấy ra trơn rồi để nói cho môn nhân đệ tử biết trong cái đoạn đường cuối cùng này, đặng mà lo quay đầu lo tu hiền. Để đến chừng sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đạm mồm, không có còn được nữa. Thì cuộc đó đó coi như đừng cái nước non nào mà nói tới. Chết còn không có bức mực. Đây là cái chuyện tầm thường mới mở màn thôi.
năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm năm mẹo mà tháng hợi mới lũy tuông dầm về. Cái tháng hợi là coi như hết cái năm mẹo, bước qua năm thìn liền là năm rồng. Bước qua năm mẹo là biết tài. Tháng hợi lũy tuông dầm về, vậy mà chưa mấy ủ ê. Trung ương rồng rồn, ê hề thay thơ. Trong cái cuộc chiến đó đó là cuộc chiến như thế nào? Lời Phật nói ra không dịch hết ý nghĩa câu kinh. Ông nói mặt nước biển lao nhau lặn hợp, chim ở trên đua bay, cá lại tranh mồi. Thì cái lời của Phật để nhắc nhở cái điểm trời coi như đã đến. Cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Mong chúng sanh hãy gắng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật mới có thác đi trong cảnh ấy được. Bởi vì cái chuyện gì cũng vậy, lời của Phật nói chuyện niệm chữ Di Đà tan đi nghiệp trước. Hết phần tiền từ Phật rước lại Tây Thiên. Vì cái chuyện gì coi như báo cho chúng sanh biết là vì lòng từ ái chứa chan của Đức Phật, đó là điềm trời để ứng hiện ra. Cho môn nhân đệ tử của nhà Phật mà thấu hiểu được cái ý nghĩa trong câu kinh mà hành theo kinh mới thoát được cái cảnh khó sau khi này. Bởi có câu Phật nói, đố ai biết đặng ngày mai, bữa nay yên tĩnh mà ngày mai thẳm sầu. Chúng sanh từ rày gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Bởi vì trong việc gì cũng vậy, cái đời nó đã hết. Cũng như ông thông báo cho biết trước rằng hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Thì mình đã nhìn thấy rõ ràng, mình đã biết cái năm trôi qua năm dần. Năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ gối cuộn. Năm mẹo tức như là năm nay. Ông nói mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya gà gáy máu đào mất ngưng. Văn dễ nói chuyện dậu Phật ra đời thế giới bình yên, mà cuộc đời nó đã hết rồi, nó không còn nữa. Mong tất cả chúng sanh và môn nhân đệ tử của Phật xem kinh phải hiểu cái ý nghĩa trong câu kinh mà gán hành theo mới có thoát nạn, mới có thoát đi trong cảnh xó khó sau khi này. Do mấy là không khi nào thoát được đâu nghe. Lời nói rằng vậy, cái câu nói vừa qua rồi đó, còn dặm thêm cái câu nói này nữa. Ông nói năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, mà năm mẹo tháng hợi mới lũy tuông dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn mới ê hề thay phơ. Cũng ngay trăng cái năm rồng. Thì tất nhiên cái bước đường đã kề sát bên rồi. Lớp nào bình hoàng binh của trời xuống để hành chúng sanh môn nhân đệ tử mà không có tùng theo câu kinh của Phật. Bởi vì lòng từ ái chứa chan, nhận thấy bát tánh từ đây sắp hết, vướng nhiều tai họa. Lòng từ ái chứa chan, nhận thấy bát tánh đến hồi tai họa. Phật Dương Đà chỉ rõ bộ máy diệu quyền chuyển lập hội long qua, kề sát một bên, chọn những đứng tu hành cao công hòa sau khi này để ban cho xứng vị xứng ngôn, ngự đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang sau khi này. Bởi vì ông ngày hôm nay đã cho biết rằng ông khai kinh ra, ông kiếm những người đặng phò vua phò chúa sau khi này, nói lửa đồng mà đúc lấy chuông, lửa người biết chuyện đặng thương lâu dài. Xem kinh phải hiểu lý kinh, hiểu lý kinh mới hành theo kinh được, làm mới có còn được. Còn mình đọc suông 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 mà không có được, không có biết cái gì chân trời là không khi nào mà lại còn lại được hết. Bởi kệ kinh nhiều kẻ đọc suông mà lý kinh không hiểu như luồng gió qua. Cái việc gì cũng vậy, phải nhớ trong cái câu kinh mà hành theo kinh mới có thoát được cảnh khó sau khi này. Bây giờ cái chỗ này đó, hạ nguyên nay đã hết đời, hội công đồng Phật và Ngọc Hoàng, bậc hàng tiên thánh đều hội là hết. Bởi có câu nói hội công đồng xem xét hẳn hoài,
sai chư tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nội thung dung, mà người tu niệm sống đời thượng khổ. Bởi vì cái việc gì cũng gì, cái chân chất thật thà tu hiền nữa còn được thôi. Nói cho môn nhân đệ tử của Phật biết rõ ràng thêm câu nữa: nước Nam Việt ai là thằng ngốc? Tất cả không có ai ngốc, không ai ngu hết, mà phải nằm trong cái trận là phải sanh tử, chứ không khác được. Ông nói nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Chỉ có người hiền là không ngu không ngốc, bị gì người đó nó còn. Mà cái đời này đó, ông nói gán bền lòng giữ dạ sắc đinh, mới gặp chữ bất sanh bất diệt. Chúng sanh mê nên đem pháp thiết, cái pháp là câu giảng đó gọi là pháp. Giải thác rồi pháp bất khả dùng, giải thác rồi là ăn năn chẳng kịp mà khó bề tính toán đó. Bởi vì trong việc gì kiếm gì phải gán, phải tùng theo trong câu kinh, mà hành theo trong trong kinh mới có thoát được cái cảnh khó sau khi này. Ngày hôm nay ta tại mình tánh phàm của chúng sanh tham việc này việc nọ, mà lời của Phật nói con người mà bước về tâm Phật rồi công danh phú quý chẳng mặn. Bởi vì vô tư vô sự mới gọi là tiểu thần tiên. Con người đi đó đi đây đó, là mới có thấu hiểu được trong cái việc này việc nọ của Đức Phật để hiện ra cho chúng sanh môn nhân đệ tử đều biết. Đặng mà vừa lo tu hiền, lo niệm Phật, chứ từ đây sắp đến, lời Phật nói từ đây sắp đến thảm thê. Từ đây tới tới con lìa cha mẹ mà vợ kia xa chồng, đến chừng tới việc ngóng trông, trách rằng trời Phật sao không lòng từ bi. Từ sao được mà từ, có ai mà nghe cái lời ổng dạy được câu nào đâu, có ai hành được trong câu kinh được câu nào đâu, mà lại mở rộng ra được phổ độ cho chỗ đó sao được. Tung ra coi như tung kinh điển để cho biết đó, đá nó nằm tới dinh hết trơn, bốn dinh ông thẻ bốn gốc, đá nằm tới đó hết. Mà tới ngày ấy Đức Phật để cho quý vị thần, để cho chúng sanh và môn nhân đệ tử để dời, để ra đi hết, chứ không còn ở gần ở bên đó mà nằm trong cái trận đó được. Chuyện gì ông cho biết trước chứ? Dạ, ông hai ơi, nếu vậy là mà mình sau này cái cục tẩy trần với cái người tu chết không ha? Cái người tu đó tuy rằng xác mất chứ hồn thiên chẳng mất. Thấy gì đó chứ người ta không còn. Vẫn chết. Thay hồn đổi xác nhờ ơn cũ trục. Ngày sau khi này có một cuộc đó, thì văn phù Bồ Tát từ bi còn nổi lên tẩy trần một cái nữa đó nghe. Tẩy trần một cái cho nó sạch sẽ. Văn phù Bồ Tát từ bi chèo thuyền Bát Nhã rước thì trần gian. Thì cái thể xác mà cái tâm của một người đó, thì tất cả cái gì cũng không, nó nhẹ nó nổi. Bởi vì Phật là thầy giáo chủ đó, ông biết. Ông nói thiền Bát Nhã ta cầm tay lái, quyết độ đời đến chốn sông mê. Hiện diện bây giờ ngày nay ta phải đành mang kiếp làm hề, mặc bá tánh khen chê cũng phải. Ông biết ông lái, ông lách động vớt. Rồi đâu đem về có thứ tự đó trơn trời rồi. Thì Quan Âm Bồ Tát mới chúc hết tịnh bình, cứu an bá tánh một lần nặng đi. Mà cái phần đó là cái phần lịch sử nhất, đẹp. Coi như cái tâm của Phật mà sạch là còn là, mới còn là được. Còn cái tâm của chúng sanh nó nặng như cái tảng đá. Ngày hôm nay cho biết rằng đi tới được.
đừng có để cho mình ngó thấy, ăn năn chặn kiệt, đi tới luôn. Cái cảnh khó tại vì bây giờ nó âm tầm, nó im lắm. Cái cảnh khó của chúng sanh nó dữ lắm, mà bây giờ nó im. Chứ để nó ngó thấy rồi làm sao mình tu kiệt. Bởi vì ông biểu mình, lời của mình nói ra chứ trước mắt mình nhìn ngó thấy. Ý trong câu kinh của Đức Phật là mình đã biết rằng cái cuộc đời nó đã không còn. Bước đầu này là bước đầu, từ đây mãi trở về sau là sàn với sậy. Hết xấu tới tốt, mà hết dâm mới tới tồn. Cái người không còn chết nữa là còn, là bước qua trong cái đời thượng cổ để an hưởng trong cái chỗ. Tại bây giờ chưa thấy nói thời không tin, chưa biết cái người sau khi này còn rồi đó. Không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, chí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả thải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành không có đáng đo. Bởi vì cái cảnh khó chúng sanh như ngày nay là nó không còn nữa. Y thật thì muốn chi đủ thứ. Nó an nhàn ung dung tự tại, không có ai nói chuyện hơn thua cao thấp. Lời nói hở ra, cái người dân quan của đất Việt Nam sau khi này hở lời nói ra là nhân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, chứ không có còn lý luận này kia nọ như chúng sanh như ngày nay. Dần nó đi tới hoài rồi, cái cảnh khó của chúng sanh nó đi tới hoài. Ngày hôm nay đó coi như cho biết rằng trong cái cuộc đời, bởi vì ổng đã nói hồi nãy rồi, ổng nói năm mèo này nè mà tháng mèo nó chưa buồn. Năm mẹo tháng hợi mới lụy tuôn dầm về, là nó hết cái tháng hợi là cả hết cái năm mẹo. Vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương rồng lộn, ê hề thấy phơ. Bước qua năm rồng lộn là bắt đầu cái cảnh khó của chúng sanh lớp nào đau chết. Tao nói đau nhiều chứng chứ không phải nói đau chết không, nhiều chứng dị kỳ khó vậy. Đường đi đó mà nhiều khi là té chết. Bây giờ là không có còn, bởi thấy đau là chết chứ không phải giỡn đâu. Còn mấy quằn quại đê mê bất tỉnh, nó khó tới cỡ đó. Bởi vì gán làm sao tu vô được, Phật giàu nằm ở trong tâm, phải làm như vậy. Bởi vì tất cả ai mà biết rồi đó thì phải lo đi, lo tu hiền, lo niệm Phật mới còn. Khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư, chứ đừng để chưa ngó thấy mà mình niệm Phật, mình nhất tâm, nhưng mà gần tới rồi nó cũng quá ít. Dạ, thưa ông hai, thì thầy cho biết là tà quái hạ quân, nó phải là tà quái này nè, nó gây ra chiến tranh không thầy? Thì gây ra chiến tranh không, bị giờ cái tâm của con người. Cái tâm của con người say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh mà gây nên nghiệp quả không? Thấy nhà Nam mình có được một kho bạc, 18 nước đều lâm le hết, mà mấy nước ở xa quá nó để nín thịt. Dạ, thưa ông hai, nếu vậy là nó cấm mình sau này lộ đó mình chạy đâu trốn hả? Nó qua đâu có chạy trốn được. Cái còn ở không nghĩ bực bề trên đều định đưa cho mình đi, chứ cái ý mình làm sao thoát khỏi được. Cái ý mình mà thoát khỏi gì là ổng đâu có khai kinh ra để làm gì. Ổng bị tùng thì ổng là ổng độ. Vậy đó thôi. Vậy là có tu mới phải cứu hả? Có tu mới cứu được. Nói cho nó rành vậy thôi. Chứ còn mình mà không có tưởng tới Phật, Phật thì thiên biến vạn quá. Nhớ lệ câu kinh mà dắt Đức Ông để đi không? Nằm ngủ ở vùng bảy núi của mình mà chỉ có một đêm thôi, thì sáng qua nằm qua bên Trà Lân bên. Kỳ đó ông nhắc theo đi đó qua bên đó ra cỡ 7 ngày hay gì, 6-7 ngày mà tới. Nô nước sụt sâu, nước biển mà còn sâu. Ngọn thủy kiều nô nước sụt sâu, bầu trái đất một phen lưng kiệt. Chứ không phải nói chuyện tầm thường. Bởi vì trong cái trận sau khi này, cái trận để mà giật ghẻ quấy lọc lừa dân lương thiện, không phải là cái chuyện tầm thường. Thay không lắp mà lại hơi khô mà, đâu có lắp kịp.
không có lấp kịp. Nó nằm làn can hết trơn trời. Thì trong cái chỗ đó biết là coi như không có còn nước non nào mà bút mực nào mà tả cho cái tai họa của chúng sanh là bước đường đi tới. Bây giờ nó chưa thấy, chừng nào thấy rồi làm sao ăn nữa. Bởi ông nói khi biết được rồi tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu không có còn được. Vì không biết bao nhiêu trong cái trận của chúng sanh từ đây sắp tới, đau chết đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể. Tao nói hết, chưa có hết này tới khác, chưa hết này tới khác, nó dồn dập tới hoài, thấy lây ra gì cái chết, chết còn hơn cái lần đầu tiên mà bị quất. Mà mình ra đây mình không có thấy bị chết, bây giờ chết im lắm. 5-10 cái nhà ở chung quanh đó biết thôi, chứ không phải lan rộng như ngày xưa. Chết dữ dằn nè, thấy gì chứ chết dữ. Dạ, như là chiến này sàng lọc mình bằng hết 7/3 không ai? Thì bắt đầu sàng, bị gì sàng qua xảy lại bằng nay, hết xấu tới tốt mới hết dâm tới tốt. Thì ngày hôm nay đó lời của Phật để khai kinh ra, nói cho môn nhân đệ tử đều rõ ràng, đều biết hết chân trời. Gán niệm chữ Phật, tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng cũ viền sớm tối mới mọc. Chữ Nam Mô mới dẹp được lòng sầu, mà con người bước đường tu hiền ngày hôm nay đây nhìn thấy rõ ràng, cho biết trước bước đường để tu mà còn. Bởi vì lời của Phật nói, thiên kinh dạng quyển hiếu nghĩa di tiên, muôn dạng quyển kinh đều lấy hiếu nghĩa rằng đầu. Lời Phật dạy cho bổn phận để làm người là bước đường để tu. Nếu ai mà biết chữ tu hiền, cha mẹ còn sống gì thì cho ăn, không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Bởi vì ông mới nhắc nhở hoài quỷ, ông nhắc hoài quỷ phải gán lo tu kiếp kiếp. Chữ kiếp là biển mình phải tu gấp, phải niệm Phật cho gấp, phải tưởng tới Phật như ăn cơm bữa, còn cúng lại giọng cũ viền sớm tối mới mọc. Chữ Nam Mô mới dẹp được lòng sầu, mong tất cả môn nhân đệ tử của Phật mà nhớ trong chỗ đó mà thi hành. Ngày hôm nay đó, cái bước đường đi đó, muốn cho còn được phải tùng theo câu kinh của thầy tổ mình để lại, chứ không có nghe ai hết trơn cả. Nghe người ta là không được nha. Ngày sau khi này nghe người ta rồi là đừng có trách than.